quay tới sầu riêng là được, không quay ra. Thử nữa hả? Ôi trời ơi. Ngọt lắm. Chúng ta nó ngọt, nó béo dễ sợ. Nó này ngày hôm qua là rụng nè, em đi lượm nè. Đi hai bờ với lại đi lượm. Chị quay cho đó nè. Cây chị mua trái lợi hơn á, nói như em mua trái lợi hơn. Cái này nãy khoảng cỡ bao nhiêu ký này? Hồi nãy thử cân coi. Trái là em bán 100 một ký, mỗi nay em bán khi ăn cho khách em bán 95.000 á. Vỏ mỏng rồi. Hoặc lép nữa. Quay ra chị. Hello mọi người nha, mua sầu riêng nướng vợ chồng mình nha. Về tới nơi rồi. Ngon lắm. Chị ăn muối lép nữa ngon, muối tan nó ngon, cỡ nào cũng ngọt đậm lắm. Đúng rồi chị, trứng cay với rụng này nó mềm mà nó không có bị nhão, nó mềm. Còn cơm cái này là nó cứng hơn hả? Trứng cay rụng không, ý là nó cứng hơn, nó cũng mềm như vậy hả? Dạ nó ráo hơn, tại vì á là nó, nếu cái nào mà em cắt á, em cắt giữa trên cay á mà nó chín cái cay á thì nó mềm hơn, nó cứng hơn, nó ráo hơn so với rụng. Ở trong nhà rồi đó, nhưng mà có mua đồ gì nấu bánh canh rồi, bánh canh bà ngoại đưa xuống đó. Con ăn rồi, còn trong nhà. Khách muốn ăn loại ráo, mềm, chín cay thì nhắn cho em nha. Đây là bà chị bà thích ăn ráo khô. Đó mà khó khui luôn rồi nè. Khui giờ khui không ra luôn nè. Giờ khui không ra cơm nè. Khô quá cơm. Em không có xíu nha em. Hello mọi người nha. Chó lên sáng. Thịt nữa hả anh? Thank you.
cái này khui cho chị đã chắc được 3 hộp cơm luôn quá. Cái to luôn mà. Sáng giờ ăn quần cà rửa sầu riêng lại mệt quá đi. Mình ăn thì sáng ăn bán sầu riêng anh ơi. Bán cái sầu riêng ăn thả này còn không? Cái này nó mới chín tới nè, khách thích ăn ráo nên khui cái trái mới chín tới nè. Ba hộp cơm. Chưa biết nữa, mới hỏi đó mà. Để thôi ạ. Ủa, cái nó máy à? Nó đi chở cái kia hả? Nó đi chở xe đồ chơi đó hả? Ừ, đúng rồi đó. Điện thoại hết, bên em lấy điện thoại của anh Hòa like nha. Ăn sầu riêng thì nhắn em. Chắc là em thích trái chín mới tới cho nên trái này nó khó khui quá. Thank you.
phơi xong rồi em quay cho mọi người coi. Ăn sầu riêng thì ghé tiệm tóc Hoàng Nghĩa nha mọi người. Đây, cái này khách yêu cầu loại mới tiến tới nên nó khó khui. Em khui cho mọi người coi, mấy cái này là trứng cây với rộng nè. Em khui chuẩn bị em giao cho khách nè. Đây, cái này dễ khui nè. Cái cây rụng giao cho khách. Nó càng chín là cái cơm nó sẽ càng vàng đậm nha. Chứ nó ngọt, nó béo. Tùy theo khách thích ăn ráo hay là thích ăn hay là thích ăn khô nha. Dẻo nha, mềm nha. Đây. Hai hộp này là một trái. Chị khách này thích ăn ráo cho nên là khui nó hơi còn khó cho nên nó để cơm này. Còn này là rụng trứng cây. Cái này là rụng nè, trứng cây nè. Trứng cây là cơm nó chưa có tới vàng nhưng mà cơm nó rất là béo với lại ngọt, ráo. Cơm thì 250 một ký, còn trái thì 95 nha. Em đang bán giá ưu đãi cho khách nha, vỏ mỏng nha mọi người. Trái mới khui là trái mà khó khui nè. Cái nào mà dày vỏ em sẽ khui cơm cho khách cho lợi, còn trái nào mà mỏng vỏ thì em bán trái vỏ mỏng nè. Có trái mỏng, trái dày. Khách ăn thì ghé tìm em hoặc là nhắn tin cho anh Hòa ship nha mọi người. Điện thoại em hết pin, em lấy điện thoại của anh Hòa chứ. Mà điện thoại của anh Hòa like. Vỏ mỏng này mọi người thấy không? Cái này thuộc dạng là mới chín tới luôn, mới vừa thơm luôn. Tại vì chị khách em thích ăn như vậy cho nên người ta chọn á. Tùy theo khách chọn nha. Đó, khách chọn khách thích mềm hay là ráo á, thì cứ nhắn em chọn trái cho hoặc là tới tiệm em chọn luôn. Chín cây rụng Thái Đắk Lắk nha, đang vô mùa nha. Hàng chín cây hàng rụng là không có xuất khẩu được cho nên là em bán chín tự nhiên, chín cây đó. Mấy cái dày vỏ này, mấy cái này dày vỏ này là em khui cơm này. Cái mỏng vỏ khách lựa mua trái thì mua trái mỏng vỏ nha. Mỏng vỏ. Giờ em đi xếp lại nha mọi người, chưa nấu cơm nữa, giờ em đi xếp nha. Khách ăn thì nhắn em. Rồi, hồi sáng giờ em khui chắc khui rất là nhiều cơm rồi, bao nhiêu em cũng không nhớ nữa, với lại trái nữa. Hồi sáng về nhiều mà giờ còn ít à. Khách ăn thì tranh thủ lên đơn nha. Sầu riêng ngon lắm nè, năm muối luôn nè. Còn sầu riêng Thái thì nó không tròn quay như là sầu riêng ri sáu đâu mọi người, nhưng mà muối với lại cơm nó rất là lợi luôn. Nhiều cơm. Có rụng nữa nha, có rụng nữa, nhà em đều có rụng nữa. Ai thích ăn hàng mềm rụng rụng nó béo dữ lắm, nó béo nó ngọt đậm nhưng mà nó mềm cơm thôi.